Mời cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa. Ngày 27 tháng 6, thứ năm tuần 12, mùa thường niên. Ca nhập lễ. Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng người đã sức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài. Trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Bài trích sách các vua quyển thứ hai Jehoiakim lên ngôi vua khi được 18 tuổi và trị vì 3 tháng ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Ta, con gái ông El Nathan, bà là người Jerusalem. Vua đã làm điều giữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua cha. Khi ấy, các thuộc hạ của Nabucodonosor, vua Babylon, tiến lên đánh Jerusalem và thành bị vây hãm. Nabucodonosor, vua Babylon, đến đánh thành trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Jehoiakim, vua Judah, cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triệu vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi kho tàng của nhà đức chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà Salomon, vua Israel, đã làm để dùng trong đền thờ đức chúa, như đức chúa đã phán. Vua bắt toàn thể Jerusalem Mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đầy, tất cả là 10.000 người phải đi đầy, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa, không sót lại một ai, trừ dân cùng đinh trong xứ. Vua đầy vua Jehoiakim sang Babylon, vua đầy mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, từ Jerusalem sang Babylon. Tất cả những người có thế giá, 7.000 người, thợ rèn và thợ làm khóa, 1.000 người và tất cả các binh lính cũng bị vua đầy sang Babylon. Vua Babylon đặt ông Matanja là chú của vua Jehozakin làm vua thay thế. Vua Babylon đổi tên vua Matanja là Sikkiahu. Đáp ca: Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài, chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Jerusalem thành đống tro tàn, tử thi những người tôi tới chúa. Chúng đem luyện cho chim trời ăn sát những kẻ hiếu trung với Ngài. Lại quẳng làm mồi cho giả thú. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Quanh khắp cả Jerusalem, chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy. Người chết chẳng ai chôn. Chúng con bị láng giềng thoá mạ. Người trung quanh phỉ bán nhạo cười. Đến bao giờ, lạy Chúa, Ngài còn nổi giận. Ngài nổi giận mãi sao? đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa lạy chúa để danh ngài rạng rỡ xin giải thoát chúng con tội tiền nhân xin chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con xin vũ lòng thương mau đến giúp vì chúng con đã khổ quá nhiều lạy chúa để danh ngài rạng rỡ xin giải thoát chúng con lạy chúa trời đấng cứu độ chúng con xin ngài thương phù trợ để danh ngài rạng rỡ xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi. Vì danh dự của Ngài. Lạy Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con. Hallelujah! Hallelujah! Chúa nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hallelujah! Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mát theo. Khi ấy, Đức giê -xu nói với các môn đệ rằng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, Lạy Chúa. Lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi. Xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người không xây nhà trên đá. Dù mưa xa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa xa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành. Khi Đức giê -xu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Ca hiệp lễ, lạy chúa, muôn loài ngước mắt trông lên chúa, và chính ngài đúng bữa cho ăn. Bài đọc kinh sách ngày 27 tháng 6 Trích bài giảng của Thánh Gregory, Giám mục Nisse, những người đứng trên đỉnh núi cao nhìn ra biển khơi bao la có cảm giác như thế nào, thì tâm trí tôi cũng cảm thấy như vậy. Khi từ lời Chúa cao vời, như từ đỉnh núi, nhìn xuống cõi tư tưởng thâm sâu khôn dò khôn thấu. Từ nhiều nơi ngoài biển, người ta có thể nhìn thấy quả núi, phía quay ra biển như thể bị trẻ đôi và bị sói mòn từ đỉnh xuống chân, phần ngọn nhô ra như sắp đổ xuống đáy sâu. Vậy, từ đỉnh cao ấy, một người nhìn xuống biển sâu có cảm giác choáng váng như thế nào? thì tâm hồn tôi cũng cảm thấy như vậy trước lời cao cả này của chúa phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy thiên chúa thiên chúa cho ai có tâm hồn trong sạch được nhìn thấy người không ai đã thấy thiên chúa bao giờ thánh cả do an đã nói như vậy thánh phao lô một trí tuệ siêu phàm cũng khẳng định lời ấy khi nói không một người nào đã thấy hay có thể thấy thiên chúa người như vách đá trơn nhẵn và dựng đứng không có chỗ nào trí khôn con người có thể bấu víu được khi ra những chỉ thị cho dân, ông mô -xê cũng tuyên bố Thiên Chúa là đấng không ai đạt tới, nên trí khôn chúng ta không tài nào hiểu thấu. Cho dầu đã cố gắng nắm bắt được đôi điều, hoặc đã vươn tới chỗ nào trên vách đá trơn trượt kia. Quả thế, ông nói, không ai thấy Chúa mà vẫn sống. Vậy mà sự sống đời đời lại chính là thấy Thiên Chúa, nhưng chúng ta không thể thấy Thiên Chúa được. Các ông Gioan, Phaolô và Mô-xê, những cột trụ đức tin, đã quả quyết như thế. Bạn có thấy choáng váng không khi tâm hồn bị cuốn hút vào những điều sâu thẳm trong lời nói trên đây? Nếu Thiên Chúa là sự sống, thì ai không thấy Thiên Chúa là không thấy sự sống? Thiên Chúa, không ai thấy được. Được Thánh Thần hướng dẫn, các ngôn sứ, rồi đến các tông đồ đã chứng thực như thế. Thế thì con người còn gì để hy vọng nữa? Nhưng có Chúa nâng đỡ niềm hy vọng đang suy sập của chúng ta như người đã làm cho ông phê người kéo ông lên, cho ông bước đi vững vàng trên mặt nước lúc ông hồng chìm. Vậy nếu ngôi lời cũng đã đưa tay nâng đỡ chúng ta, và bàn tay ấy đã giúp chúng ta đứng vững, khỏi trao đảo giữa bao dòng suy tư sâu nhiệm nào đó, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi, nhưng ôm chặt lấy ngôi lời, đấng vẫn đưa tay dẫn dắt chúng ta. Người nói, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Hạnh Thánh ngày 27 tháng 6 Thánh Cyril Alexandria, Giám mục ngài phá và đóng cửa các nhà thờ dị giáo theo thuyết cải cách, tham gia vào việc truất phế thánh Doan Chrysostom và xung công quỷ tài sản của người Do Thái, bắt đi đầy những người Do Thái ở Alexandria để trả đũa việc họ tấn công vào người Kitô giáo. Tầm quan trọng của ngài về thần học và lịch sử giáo hội là ngài bên vực nguyên nhân của tính chính thống chống lại tà thuyết của Nestorius. Sự tranh luận tập trung vào hai bản tính nơi Chúa Kitô. Nestorius không đồng ý danh hiệu người mang Thiên Chúa, Godbearer, dành cho Đức Maria. Ngài lại thích cách gọi người mang Chúa Kitô, Christ Bearer. Ngài nói rằng có hai con người riêng biệt nơi Đức Kitô, Thiên Chúa và con người chỉ được kết hợp bằng sự liên kết luân lý. Ngài nói rằng Đức Mẹ không là Mẹ Thiên Chúa mà là Mẹ của Đức Kitô làm người. Nhân tính của Chúa Giêsu chỉ là đền thờ của Thiên Chúa. Thuyết của Nestorius, Nestorianism cho rằng nhân tính của Chúa Kitô chỉ là sự cải trang, Amir Disguise, khi làm đại diện của Đức Giáo Hoàng tại công đồng Epheso năm 431, Thánh Cyrilo kết án thuyết của Nestorius và tuyên bố Đức Maria thật sự là người mang Thiên Chúa, mẹ của một người thật sự là Thiên Chúa và thật sự là con người. Theo sau sự lầm lẫn, Cyrilo bị trút vế và bị tù ba tháng, sau đó ngài lại được tiếp đón về Alexandria như một Athanasio đệ nhị, Thánh Athanasio vô địch về chống tà thuyết Arian. Tới khi ngài qua đời, phương cách hiện đại hóa của ngài vẫn có nhiều người ủng hộ lúc hấp hối dù bị áp lực ngài vẫn từ chối kết tội nestorius con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen